Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ về bài viết đó là phòng và trị bệnh cháy lá chết đọt trên cây sầu riêng. Thì hiện tại thì mình cũng được biết là bệnh cháy lá chết đọt này đang diễn biến rất là nhanh và rất là mạnh. Thì hôm nay mình cũng làm bài này để chia sẻ chi tiết cụ thể về loại bệnh này, cũng như là cái cách phòng bệnh và trị bệnh như thế nào cho hợp lý, cũng như giới thiệu luôn một số cái loại thuốc đặc trị cái loại bệnh này. Thì trước hết thì cái bệnh cháy lá chết đọt á, tên tiếng Anh của nó là leaf blight of durian, có nghĩa là bệnh cháy lá trên cây sầu riêng. Nó là một trong những cái bệnh hại xuất hiện thường xuyên cả giai đoạn vườn ươm và cây trưởng thành. Cũng bị luôn. Nhưng mà khi mà mình đi thực nghiệm vườn thì mình thấy hiện tại các cây sầu riêng ở giai đoạn tuổi 3 đến tuổi 5 thì đang bị rất là nhiều. Thì cái tác nhân chính của cái loại bệnh này đó là cái loại nấm là Rhizoctonia solanigera. Thì bệnh có khả năng lây lan rất là nhanh, khiến cây ngừng sinh trưởng luôn. Trong giai đoạn cây con bệnh á, thì còn có thể làm chết cây, nên bà con thì cần chú ý là kiểm tra các dấu hiệu phát bệnh và tìm ra cách phòng trừ hiệu quả để đảm bảo cho cây giống của mình được sinh trưởng và phát triển tốt nhất, giúp cho cái vườn cây được năng suất ổn định. Thì tiếp theo thì mình xin đi vào cái triệu chứng của bệnh hại. Đây là hình của một cái cây sầu riêng đang bị bệnh, thì lá rất là sơ sát. Thì tác nhân của loại bệnh này như mình đã hiểu ở trên là do một loại nấm nó tên là Rhizoctonia solanigera. Khi mà nấm tấn công thì các phần non của lá sẽ xuất hiện những cái vết bệnh nhỏ giống như là bọng nước, và lá nó có màu xanh đậm hơn. Ở đây các bạn thấy được đó, nó giống như là những vết bọng nước đây, và lá nó có màu xanh đậm hơn. Các vết bệnh xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau và sau đó lan dần ra cả lá và liên kết lại khắp mặt của lá. Sau khi vết bệnh phát triển nặng sẽ xuất hiện những cái vết mảng, vết bệnh rất là khô, có màu nâu sáng, bên ngoài viền thì có màu nâu tối. Đây hình này các bạn để ý đây đó, thì như mình diễn giải nãy giờ đấy. Về cái con á, thì những cái con bị bệnh nặng á, thường rụng hết lá luôn, khiến cây chỉ còn trơ trụi cành, cây không thể nào tiếp tục ăn hợp được nữa. Mà cây không ăn hợp thì cây sẽ không có sản sinh ra được, tổng hợp được đường bột nuôi cây, làm cho cây nó sẽ mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng. Đồng thời cái đọt cây con lúc này á, thì nó sẽ bị thối đen. Còn đối với những cây sầu riêng lớn á, trên lá thường có dấu hiệu phát hiện bệnh sớm. Bệnh thường phát sinh ở những cái cành nhiều lá, ban đầu là chỉ ở những bệnh nhỏ thôi. Những cành bệnh này sẽ làm cho cành và nhánh cây bị nhỏ lại. Đây cũng là một trong những dấu hiệu mà nhà vườn có thể để ý. Các loại bệnh thường thường là kết dính lại theo chùm với nhau như là tổ kiến. Khi bệnh nặng thì lá thường rụng, vì vậy rất là ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây. Một cái điểm rất là quan trọng nữa là bà con cố gắng để ý, đó là khi mà cái bệnh này nó xuất hiện á, thì nó cũng cái biểu hiện của nó cũng gọi là cũng trùng khớp với một số cái dấu hiệu của việc thiếu dinh dưỡng hoặc là do côn trùng chích thúc. Nên nếu bà con không để ý kỹ thì mình cứ tưởng là thiếu dinh dưỡng hoặc là côn trùng chích thúc, thì mình cứ mua phân bón lá và mình phun, mình cứ mua thuốc gì côn trùng và mình phun, thì nó lại không đúng tác nhân, dẫn đến là bệnh nó có một gian ủ bệnh, sau đó nó phát ra, thì lúc đó thì bà con có thể là khó mà có thể là quản lý được cái bệnh một cách tốt nhất. Vì vậy chúng ta thường xuyên phải thăm vườn và cập nhật kiến thức liên tục để phát hiện được cái bệnh này và có loại thuốc trị bệnh cho phù hợp.